Tiếp theo, thưa sư, con rất thích nghe kinh Nikaya, nhưng nhiều khi con nghe được một chút là con ngủ hồi nào không biết, vậy có phạm tội bất kính không, và hoặc là phạm tội hôn trầm hay không thưa sư? Nói như thế này, phạm tội thì có đó, phạm tội thì có đó, nhưng mà cái tội của nó đó, nó gieo cái nhân mà cho cái quả đời sau sanh ra đó. Sanh làm cái loài thú mà nó mê ngủ. Quý vị thấy là nó có nhiều cái loài thú á, thời gian ngủ của nó chiếm gần hết cuộc đời. Ví dụ như con lười, hoặc là một số con nó rất là mê ngủ. Hoặc là sanh làm cái loài rắn, loài rồng, rất là ưa ngủ. Đó là do cái nghiệp nó sẽ cho một cái quả tương tự như vậy. Nhưng mà như thế này, cái chuyện gì nó cũng có hai mặt. Chẳng thà quý vị nghe kinh rồi quý vị ngủ. Tại vì khi nghe kinh hồi nó có những cái giáo lý nó cao siêu á, mình nghe hồi mình buồn ngủ, mình ngủ nào không hay. Nhưng mà nhờ như vậy đó, nó vẫn sẽ có một vài câu kinh nó thấm vào trong đầu của mình. Nó được hai cái lợi ha. Thứ nhất là nó một vài cái câu kinh nó thấm vào trong đầu của mình. Không ít thì nhiều, mưa mưa dầm thấm lâu thì nó là một cái lợi. Cái lợi thứ hai đó thì dù sao đi nữa, quý vị nghe kinh nó vẫn tốt hơn quý vị nghe ca nhạc. Rõ ràng kinh là thiện mà ca nhạc là bất thiện. Quý vị nghe kinh nó vẫn tốt hơn là quý vị nghe một cái gì đó khác, hoặc là quý vị coi phim, hoặc quý vị đọc truyện, hoặc quý vị lướt Facebook, hoặc quý vị mở các cái trang báo quý vị đọc, hoặc là chúng ta làm bất kể cái chuyện gì khác, những cái chuyện bất thiện, thì dù sao đi nữa, so với những cái chuyện bất thiện đó, chúng ta mở kinh ra đó thì nó cũng còn tốt hơn. Ha. Nhưng mà đó, cái gì là tốt nhất? Cái gì là tốt nhất? Đó là chánh niệm tỉnh giác, khi đặt lưng xuống cho đến vẫn tiếp tục giữ chánh niệm tỉnh giác cho đến lúc chìm vào giấc ngủ. Ví dụ như vì đó vẫn tiếp tục thở vào thở ra, vẫn tiếp tục thở vào thở ra, cứ theo dõi hơi thở như vậy cho đến khi vì đó chìm vào giấc ngủ, thì đó là tốt nhất. Ha. Còn nếu không được như vậy thì dù sao đi nữa, cái chuyện mà chúng ta nghe kinh hoặc là nghe giảng pháp đó, vẫn tốt hơn là chúng ta nghe những cái thứ bất thiện khác.